Hey, xin chào, hôm nay mình sẽ đem cho các bạn một đôi Air Jordan 1 phiên bản Cactus Jack. Đây là dòng giày kết hợp giữa Nike và Travis Scott. Nếu các bạn chơi giày thì chắc hẳn đã nghe được cái tên này rồi. Nó luôn luôn là những đôi giày rất đặc biệt và hay beast. Và đây là cái hộp của nó. Mở ra thì chúng ta sẽ có dây gói bình thường thôi. Và đôi giày, mình sẽ bỏ nó ra và để nó lên chiếc bàn này. Thì nhìn sơ qua đôi giày các bạn sẽ thấy một cái điểm rất là lạ, nó là nó có một cái miếng vải ở phần mũi giày. Thì đây là một cái miếng vải bọc mà mình có thể hoàn toàn tháo ra được. Nó được kết nối với giày bằng một vài cái cúc bấm như thế này và rất dễ dàng để bỏ ra. Thế khi bỏ ra rồi thì mình sẽ nhét nó vào trong tủ hay như thế nào nhỉ? Không, trên đôi giày này nó sẽ có luôn cái túi để các bạn có thể nhét miếng vải đó vào trong. Nó nằm ở cái phần lưỡi gà, chỉ cần kéo khóa ra là có thể cất vào được. Và đây là đôi giày khi mà bỏ miếng vải bọc ra, trông nó khá là đẹp. Ở phần sau gót chúng ta cũng sẽ có thêm một vài cái túi nữa. Và cái túi này nó vừa đủ để các bạn nhét được một tờ tiền vào để phòng thân hoặc là giấu quỹ đen. Và đây là cái tổng thể của đôi giày này. Thì mặt bên trong chúng ta cũng sẽ có cái logo scoot ngược quen thuộc của Travis Scott. Nhìn từ trên xuống ta sẽ thấy rằng đôi giày này nó rất là dày dặn. Và nó có một cái điểm đặc biệt, đó là một cái miếng dán. Cái này thì mình có thể cơi nới giày ra nó dễ dàng hơn. Và những chất liệu để tạo nên đôi giày này cũng rất đặc biệt. Đây là những chất liệu mà ít khi chúng ta thấy ở trên giày sneaker. Nó là da lộn đục lỗ và những phần vải tổng hợp được xử lý rất là bền. Những chất liệu này thì đều được gia công và xử lý rất là chi tiết. Nên tất nhiên tổng thể đôi giày cũng cực kỳ là đẹp và ăn nhập với nhau. Dưới đế giày thì đây là một cái đế màu nâu và tất nhiên nó cũng sẽ có bộ đệm Air. Bộ đệm Air nó sẽ bao phủ từ phần giữa đôi giày cho đến phần sau gót. Và tất nhiên độ êm của nó cũng rất là tốt. Đây là một đôi giày rất đa dụng để các bạn sử dụng. Mũi giày sẽ là một phần cao su cứng để bảo vệ mũi chân của chúng ta. Và bên dưới đế thì đây là một cái bộ đế dạng waffle với rất nhiều những cái ô vuông nhỏ. Và đây là một cái bộ đế mà mình cảm thấy nó cũng rất là bám đường, không sợ bị trơn trượt hay là dễ bị ngã. Và bên trong giày ta sẽ có phần len bọc bao quanh phần cổ chân và lưỡi gà. Thì cái này sẽ giúp cho đôi giày này trở nên ấm áp hơn rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên ở trong mùa hè thì có lẽ cũng sẽ nóng. Dây giày cũng là một điểm hay. Ở đôi giày này dây được làm dạng tròn giống với những cái đôi giày chạy. Cái kiểu dây này sẽ giúp cho các bạn có thể thắt dây một cách nó chặt và chắc chắn hơn. Tổng thể thì mình thấy rằng đây là một đôi giày đẹp nhưng cũng không thật sự là dễ đi. Và đây cũng không phải là đôi giày của cửa hàng mà là đôi giày khách order. Thì nên mình xin phép không on fit mà sẽ để một vài hình ảnh mình tìm kiếm được ở trên mạng ở trên này để các bạn nhìn xem thử. Và nếu các bạn yêu thích nó thì có thể inbox cho fanpage để order nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.